Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Đấy, ở Xpander thì nó có hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Xpander này ở phiên bản số sàn các bạn nhé, phiên bản MT. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký năm 2020, đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, một chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 quý bạn nhé, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Toàn bộ cụm đèn pha, đèn gầm các thứ này, phần đầu đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Toàn bộ từ logo, chữ, đèn các thứ đều rất mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhé. Nhìn về ngoại thất bên ngoài rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn ạ. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái, keo chỉ nguyên bản, táp bi rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này được sản xuất tại Indo quý bạn ạ, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam bởi Mitsubishi Việt Nam quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, nhập về Việt Nam là cuối năm 2020. Phiên bản này là phiên bản số sàn quý bạn ạ. Đấy, cần số này. Và xe thì cũng đã được lên ghế da rồi. Màn hình, đấy, đầu Android, camera lùi, cảm biến lùi các bạn ạ, rất đẹp rồi các bạn nhé. Vô lăng bọc da, đấy, phiên bản này là chưa được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng đâu, phiên bản số sàn thì chưa có tích hợp phím điều khiển này. Vô lăng cần số, tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Nội thất da cũng đã được trang bị cho chiếc xe Mitsubishi Xpander này, đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ, tất cả đều rất là mới này. Thưa với quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì những chiếc xe Mitsubishi Xpander đang bán rất tốt trên thị trường. Từ khi những chiếc xe Xpander ra đời thì những chiếc xe Innova gần như là bị ế hẳn các bạn ạ. Bởi vì phân khúc cùng phân khúc 7 chỗ ngồi, nhưng chiếc xe Mitsubishi Xpander này nó rất là lợi thế so với những chiếc xe Innova ở điểm là dung tích động cơ nhỏ, chỉ với dung tích 1.5 lít thôi. Và tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và hơn nữa là vẫn là 7 chỗ ngồi mà lại tiết kiệm nhiên liệu này. Và đặc biệt ở cái giá thành của chiếc xe nó rất là rẻ. Đấy, rất là nhiều người mua chiếc xe này đầu tư chiếc xe để về chạy dịch vụ kinh doanh vận tải thì vốn ít mà thu hồi vốn nhanh các bạn ạ, vì giá thành nó rẻ. Chứ chiếc xe Innova thì động cơ của nó 2.0 tốn nhiên liệu hơn và giá thành cao hơn các bạn ạ. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Xpander này các bạn nhé. Chỉ 5,90 lít, tức là 6 lít, khoảng 6 lít. Đấy, cho đường trường. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, cho nên là nhiều anh em mua chiếc xe này về để chạy dịch vụ các bạn nhé. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe đây các bạn ạ. Đấy, tất cả những chiếc xe 7 chỗ ngồi thì hàng ghế sau thì nó thường là hẹp hơn một chút. Đây là cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này, ốc bản lề cửa sau này. Đấy, quý bạn xem nhé, xem kỹ, tôi quay rất kỹ, rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn đi mua những chiếc xe cũ thì quý vị các bạn cũng nên xem kỹ
về phần đầu và phần đuôi để xem được chiếc xe có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Cửa gió điều hòa, hàng ghế sau này được thiết kế ở trên trần. Đấy, và trần chiếc xe này thì chủ xe cũng đã bọc sàn trần ra rồi. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản số sàn sản xuất năm 2020 rất là đẹp quý vị bạn nhé, lăn bánh hơn 6 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ được thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, từ táp bi, táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc động cơ 1.5 lít mà Mitsubishi đã dành cho chiếc Xpander này đây các bạn nhé. Là chỉ với 5,90 lít cho 100 km đường trường và 6,9 lít cho quãng đường kết hợp các bạn nhé. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu cho nên là nhiều anh em sử dụng để chạy dịch vụ ở chiếc xe này đây. Một chiếc xe sản xuất năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam và đăng ký lần đầu năm 2020 luôn các bạn nhé. Đấy, đến nay vẫn là một chủ từ đầu các bạn ạ. Đăng ký lần đầu là cuối năm 2020. Tất cả những con ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, động cơ nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản các bạn ạ, rất là đẹp, rất là mới, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Một chiếc xe 2020 rất là đẹp ạ. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.